Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết về tử vi tháng 3 năm 2023 âm lịch của con giáp tuổi Sửu. Đầy dẫy khó khăn chịu nhiều tác động bất lợi đó. Về người tuổi Sửu là con trâu, là con giáp đứng thứ 2 trong 12 con giáp. Trâu là con vật đạt vị trí số 2 đại diện cho sức mạnh với cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão và ý chí lớn, không ngại khó khăn và nguy hiểm. Người tuổi Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người tuổi này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại hay dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, tuổi Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Vì vậy, khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với những khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Những người tuổi Sửu có lối sống rất tử tế, không mơ mộng hão huyền. Họ ghét những lời nói ngon ngọt nịnh bợ người khác, thậm chí là tránh xa những người mồm mép tép nhảy. Người này ít chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình ra bên ngoài, dù là với người thân mật, bởi vậy không ai biết những kế hoạch mà họ đang làm. Tuổi Sửu là những người sống có trách nhiệm với tập thể, họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng và sợ hãi, ngược lại luôn điềm tĩnh dũng cảm vượt qua thử thách. Trong công việc, khi phải đưa ra quyết định, họ luôn cân nhắc kỹ càng và chắc chắn, ít khi bị mắc sai lầm, bởi vậy họ luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, trong những trường hợp cần thiết, cần phải quyết đoán, tuổi Sửu lại bị tuột mất cơ hội, họ cần phải chăm chỉ nỗ lực học hỏi hơn nữa mới có thể đạt được thành công. Những người tuổi Sửu luôn có nguyên tắc cho cuộc sống của mình, họ đạt được yêu cầu cao cho những mối quan hệ và người thân xung quanh, đôi khi điều đó gây phiền phức cho những người khác. Tuy nhiên, người tuổi Sửu được rất nhiều người yêu quý bởi sự thật thà chân thành, luôn đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho người khác đang gặp khó khăn. Tuổi Sửu đại diện cho sức mạnh với cả thể chất lẫn tinh thần, họ có khả năng làm việc với năng suất cao gấp nhiều lần người khác và không hề cảm thấy mệt mỏi. Dù phải trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách, ý chí kiên cường, họ sẽ không bị mai một mà ngày càng trở nên mạnh mẽ và kiên quyết hơn. Giữ vững lập trường của mình trong mọi hoàn cảnh khiến tuổi Sửu dễ dàng chạm mốc thành công. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sự kiên định đó khiến tuổi Sửu trở thành người bảo thủ và cố chấp trong mắt mọi người. Những người này ít làm theo lời khuyên từ ai đó, kể cả là những người thân. Họ tin vào sự lựa chọn và những suy nghĩ, tính toán của bản thân mình. Tuổi Sửu là con người thẳng thắn, thành thật và luôn dùng lý trí khi giải quyết các công việc. Họ rất trung thành và đáng tin cậy. Một khi đã hứa thì sẽ làm tới cùng. Tuổi Sửu ghét những con người không thành thật, giả tạo, thậm chí họ luôn tìm cách tránh xa, không tiếp xúc với những con người này. Trong công việc, tuổi Sửu làm việc một cách chỉnh tự khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất, với con mắt tinh tế nhìn xa trông rộng, tư duy logic chặt chẽ. Những người này có tài trong kinh doanh, họ sẽ trở thành những ông chủ, bà chủ lớn ngay từ khi còn rất trẻ. Trong cuộc sống, họ nghiêm khắc với những luật lệ của mình và yêu cầu mọi người phải chấp hành nghiêm túc, thực hiện theo. Đôi lúc tuổi Sửu khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu và bị kiểm soát. Tuy nhiên, những người tuổi Sửu khó có thể thay đổi được thói quen của mình. Họ sẽ không phù hợp với những công việc ngoại giao và thuyết phục người khác. Để đạt được ước mơ hoài bão, chinh phục được thành công, tuổi Sửu kiên trì cố gắng, quyết tâm đến cùng. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu, họ sẽ không bỏ cuộc. Những người này luôn có ý thức tự lập trong cuộc sống, không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Dù cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, họ cũng sẽ không dễ dàng chán nản bỏ cuộc. Những người này bền bỉ từng bước một thực hiện kế hoạch của mình, không vội vàng hấp tấp. Họ giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của mình trong những lúc nóng giận. Đó là lý do tại sao mọi người luôn trông thấy vẻ ngoài điềm tĩnh vui vẻ của con giáp tuổi Sửu. Tuy thông minh, trí tuệ sắc sảo hơn người, nhưng họ không bao giờ kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn với mọi người xung quanh. Dù có đối mặt với nguy hiểm, khó khăn, thử thách, thì tuổi Sửu vẫn ung dung hiên ngang, toát lên phẩm chất của một người anh hùng. Nếu làm việc với những người tuổi Sửu, bạn sẽ thấy rằng họ thật cẩn thận và khoa học, không bao giờ cầu thả. Họ chậm rãi, chắc chắn trong từng bước đi của mình, không bao giờ mắc phải những sai sót không đáng. Hơn nữa, tuổi Sửu rất coi trọng chữ tín, một khi đã làm gì thì sẽ hết mình, có trách nhiệm với công việc được giao. Họ làm gì cũng tuân theo các nguyên tắc chuẩn mực của xã hội, không bao giờ đi ngược lại với truyền thống văn hóa của dân tộc.
Bởi vậy, đôi khi cuộc sống của người tuổi này thật nhàm chán và cứng nhắc. Đàn ông tuổi Sửu dù không lãng mạn mơ mộng, nhưng họ có trách nhiệm khi kết hôn sẽ hết mình chăm lo cho cuộc sống gia đình. Dù vẻ bề ngoài luôn điềm tĩnh vui vẻ, nhưng thực ra tuổi Sửu che giấu không ít những nỗi niềm trong lòng. Những lúc buồn bã khó khăn họ cũng còn được quan tâm an ủi và chăm sóc, lúc ấy gia đình và những người thân xung quanh sẽ là động lực, tiếp thêm sức mạnh để tuổi Sửu tiến lên phía trước. Mặc dù rất gan dạ dũng cảm nhưng tuổi Sửu cũng không thích phải đối mặt với mạo hiểm, họ luôn chọn những giải pháp an toàn, chắc chắn cho chính bản thân mình. Họ thích sống một cuộc sống yên bình, hòa hợp, không mưu lợi, danh vọng cao sang. Đối với tuổi Sửu, gia đình là nơi thiêng liêng gắn bó suốt cuộc đời của một con người. Bởi vậy họ coi trọng gia đình hơn tất cả mọi thứ. Dù có bận rộn với công việc, người này vẫn luôn dành thời gian để quan tâm, chăm sóc, yêu thương những thành viên trong căn nhà của mình. Họ nghiêm túc tôn trọng các mối quan hệ của mình, không bao giờ lợi dụng được bất kỳ tình cảm của ai. Khi muốn gắn bó lâu dài với một mối quan hệ nào đó, tuổi Sửu cần thời gian để tìm hiểu đối phương, vun đắp và phát triển tình cảm của mình. Mà mối quan hệ của tuổi Sửu nhất thiết phải dựa trên sự cảm thông, tin tưởng lẫn nhau. Họ khéo léo trong chuyện chọn bạn bè, không phải ai tuổi Sửu cũng coi là người tri kỷ thực sự. Trong cuộc đời, tình duyên của người tuổi Sửu thường đến muộn và diễn ra khá êm đẹp. Nếu kết hôn với bạn, họ hoàn toàn có thể tin tưởng vào tình yêu của người tuổi Sửu, chung thủy âm thầm ấm áp. Họ luôn biết cách nhường nhịn chi tiêu trong gia đình, không bao giờ để những người thân của mình phải gặp thiếu thốn. Tuy nhiên, đàn ông tuổi Sửu đôi lúc già trưởng cố chấp, luôn muốn người khác phải thực hiện đúng các yêu cầu và luật lệ của mình. Kết hôn với phụ nữ tuổi Sửu, bạn sẽ là người may mắn nhất thế gian. Cô ấy là con người của gia đình, hiền thục, đảm đang, sẵn sàng hy sinh bản thân vì gia đình. Nếu như bạn luôn bận rộn với công việc của mình, thì phụ nữ tuổi Sửu sẽ là hậu phương vững chắc nhất, giúp bạn chăm sóc cho ngôi nhà thân yêu. Dù có phải trải qua những thăng trầm khó khăn trong cuộc sống, phụ nữ tuổi Sửu sẽ luôn là người ở phía sau ủng hộ, tiếp thêm sức mạnh giúp bạn vượt qua thử thách. Nếu như có ai đó cố tình hãm hại xúc phạm mình, tuổi Sửu sẽ ôm chặn thù hận ở trong lòng. Đôi khi họ bảo thủ và hay chấp phạt, tuổi Sửu cũng không đủ bao dung để dễ dàng tha thứ lỗi lầm của một ai đó. Khi gặp phải những chuyện phiền muộn và đau khổ, họ có xu hướng khép mình không tâm sự với bất kỳ ai. Bước sang tháng 3 năm 2023 âm lịch của con giáp tuổi Sửu, phải chịu những tác động bất lợi khá rõ trong vận trình tình cảm của mình do cục diện phá thái tuế gây ra, sóng gió có thể hợp tới bất cứ lúc nào. Nếu không có sự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng mà có thể sẽ không kịp trở tay đâu đó. Công việc đầy dẫy các khó khăn, việc mới, việc cũ chất chồng, hệ thống công việc mà bạn vốn xây dựng cũng có được vận hành nhuần nhuyễn vì đủ loại nguyên do cả khách quan lẫn chủ quan. Đây không phải là thời điểm thích hợp để bản mệnh tiến hành những kế hoạch lớn của mình, bởi có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Bạn cũng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt không chỉ từ đối thủ mà còn ở ngay cả đồng nghiệp bên cạnh nữa. Tài lộc trong tháng không tốt cho lắm, cũng bởi sự nghiệp sa sút ảnh hưởng nhất định tới thu nhập. Nguồn thu từ công việc chính có phần bấp bênh khiến bạn không yên tâm, nóng lòng muốn tìm cách cải thiện. Dù vậy cũng trở nên vội vàng làm ăn khuất tất mà tự hại mình. Kinh doanh buôn bán quan trọng nhất là gặp thời, vận khí giảm sút nên không có lợi, cho làm ăn lớn, dễ gặp vấn đề về giấy tờ và pháp lý. Bù lại tháng này có sao thái âm chợ đào hoa xuất hiện, nhờ thế mà đường tình duyên có phần hanh thông thuận lợi hơn. Dù là người độc thân hay đã có đôi thì cũng đều có cơ hội thể hiện tình cảm của mình và có thêm nhiều khoảnh khắc ngọt ngào khi đón nhận tình cảm nồng nhiệt từ đối phương. Về phương diện sức khỏe, thì tình hình không có gì đáng lo ngại cho lắm, nhưng tuổi Sửu cần chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần hơn. Công việc bận rộn lại thường xuyên gặp áp lực có thể khiến bạn gặp tình trạng căng thẳng. Bạn nên chăm chỉ rèn luyện tập thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng cũng như giải tỏa tâm trạng. Về tử vi sự nghiệp tuổi Sửu tháng 3 năm 2023. Xem tử vi tháng 3 năm 2023 tuổi Sửu âm lịch, người tuổi Sửu đều đang tìm kiếm cơ hội thăng tiến, thì rất tiếc tháng này cơ hội vẫn chưa tìm đến được với bạn. Chẳng những vậy, những khó khăn dồn đến khiến bạn chịu nhiều áp lực, cục diện tương phá án ngữ khiến vận trình sự nghiệp ảm đạm. Dù con giáp này đã cố gắng rất nhiều nhưng cũng khó tìm được cơ hội để khẳng định bản thân, không phải bạn không có năng lực. Song song trong tháng có nhiều trở ngại, tiểu nhân vận trình rình rập sẽ ngăn cản những bước phát triển của con giáp tuổi Sửu. Quá trình làm việc gặp nhiều bất lợi, khối lượng công việc dồn đến khi việc mới việc cũ chồng chất. Vốn là con giáp làm việc có nguyên tắc riêng, nhưng hệ thống mà bạn vốn xây dựng cũng được vận hành nhuần nhuyễn vì đủ cả nguyên do khách quan lẫn chủ quan. Tháng này còn có thêm thương quan ảnh hưởng, đây không phải là thời điểm thích hợp để bản mệnh tiến hành những kế hoạch lớn của mình. Bởi có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn, bạn cũng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, không chỉ từ đối thủ mà còn ở ngay cả đồng nghiệp bên cạnh. Sóng gió có thể ập tới bất cứ lúc nào, nếu không có sự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng mà có thể trở tay, không kịp đó.
nhất là trong những mối quan hệ nơi công sở, bạn chớ nên chia sẻ bí mật công việc quá dễ dàng, kẻo nó có thể trở thành điều bất lợi với bạn, vì cơ hội được trao như nhau ngay cả những đồng nghiệp thân thiết cũng có thể trở thành đối thủ, bạn nên cố gắng giữ khoảng cách hợp lý để tự bảo vệ bản thân. Điểm sáng là có sự xuất hiện của thái âm mang tới điểm báo quý nhân của bạn trong tháng này, đa phần đều là nữ mệnh, đó có thể là trưởng bối trong nhà, cấp trên khách hàng hoặc bạn bè, và có thể chú ý hơn đến những đối tượng như vậy trong cuộc sống thường ngày và lắng nghe những ý kiến góp ý của đối phương, biết đâu sẽ rất hữu dụng ở thời điểm này đó. Tháng mới mang tới rất nhiều thách thức, tuy nhiên bạn cũng đừng nên quá lo lắng, hãy coi như đây là cơ hội để rèn giũa bản thân và khả năng thích nghi của mình. Quyền lệnh lâm giữa ẩn tàng những tín hiệu tích cực nhất định, chỉ cần không đầu hàng trước sóng gió, luôn nỗ lực vươn về phía trước, bạn hoàn toàn có khả năng xoay chuyển tình thế. Về tử vi tài lộc của con giáp tuổi Sửu tháng 3 năm 2023 âm lịch. Tử vi tháng 3 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch cho biết rằng tài lộc của người tuổi Sửu cũng không được lý tưởng như mong muốn, cũng bởi sự nghiệp sa sút ảnh hưởng nhất định tới thu nhập của bạn. Từ phá khiến các mối quan hệ làm ăn gặp nhiều trục trặc, những người làm trong lĩnh vực kinh doanh tiếp thị khách hàng sẽ chịu các tác động mạnh mẽ nhất, nhưng những hợp đồng khó được kết suôn sẻ, thậm chí còn xảy ra tình trạng bị đối thủ cướp đoạt mối làm ăn hoặc sở trò chơi xấu, hạ bệ các danh tiếng. Nguồn thu từ công việc chính có phần bấp bênh khiến bạn không yên tâm, nóng lòng muốn tìm cách cải thiện, dù vậy cũng cho nên vội vàng làm ăn khuất tất mà tự hại mình. Kinh doanh buôn bán quan trọng nhất là gặp thời, nếu hiện tại gặp khó khăn thì bạn nên kiên trì làm việc chăm chỉ, tới đúng thời điểm vận khí ắt sẽ phất lên. Tháng này vận khí giảm sút nên không có lợi cho làm ăn lớn, dễ gặp các vấn đề về giấy tờ pháp lý. Bạn tốt nhất nên làm mọi việc trong khả năng, duy trì quy mô vừa phải để có thể kiểm soát trong mọi tình huống thay vì làm ồ ạt, tham cái lợi trước mắt sẽ có nguy cơ ngã đau. Con giáp này còn đang phải đối mặt với nhiều khoản chi phí phát sinh, dù không muốn lạm chi nhưng chẳng thể không bỏ tiền ra. Những vấn đề sinh hoạt thường không thể thay đổi, nhưng bạn có thể tập trung và tích lũy nhiều hơn để luôn có khoản dự phòng cho bản thân khi cần thiết. Đừng làm được bao nhiêu thì sẽ tiêu được bấy nhiêu, hết đấy. Nguyệt lệnh lâm đất dương có thể coi đó là một tín hiệu tích cực, báo hiệu những khởi sắc sắp tới, tuy nhiên còn khá yếu ớt, cần có thời gian phấn đấu dần dần, chờ nó vội kẻo hong việc. Bản mệnh làm gì cũng nên thận trọng và điều nhiều tâm huyết, thu nhập sẽ dần có sự cải thiện. Về tử vi tình duyên của con giáp tuổi Sửu tháng 3 năm 2023, sau những sóng gió trong sự nghiệp và tài lộc, tử vi tháng 3 năm 2023 của tuổi Sửu âm lịch lại báo hiệu những tín hiệu tích cực về phương diện tình cảm, như một sự bù đắp tinh thần ít nhiều cho bản mệnh. Theo đó, tháng này có sao thái âm trợ đào hoa xuất hiện, nhờ thế mà đường tình duyên có phần hanh thông thuận lợi hơn. Dù là người còn độc thân hay đã có đôi thì cũng đều có cơ hội để thể hiện tình cảm của mình, có thêm nhiều khoảnh khắc ngọt ngào khi đón nhận tình cảm nồng nhiệt từ đối phương. Người độc thân nên có rõ sự rõ ràng cho các mối quan hệ khác giới. Dù đào hoa nở ra nhiều có cơ hội gặp gỡ và làm quen, nhưng nếu bạn đứng núi này trông núi nọ thì rất dễ rơi vào cảnh ngày lắm mối tối nằm không. Vì thế tuổi Sửu nên sớm đưa ra sự lựa chọn của mình, do dự sẽ khiến bạn mất đi cơ hội tìm được tình yêu đích thực. Gia đạo an yên, vợ chồng con cái không xảy ra mâu thuẫn nào quá gay gắt, có chăng chỉ là chút xung đột nhẹ, nhanh chóng được giải quyết triệt để. Nguyệt lệnh lâm đất dương cũng nuôi giúp tình yêu của các cặp đôi đang trong thời gian tìm hiểu, hai bạn có thêm nhiều khoảng thời gian gắn kết và hiểu hơn về nhau, mối quan hệ nhờ vậy càng được củng cố chắc chắn hơn. Về tử vi sức khỏe của con giáp tuổi Sửu tháng 3 năm 2023. Theo dõi tử vi tháng 3 năm 2023, tuổi Sửu âm lịch, sức khỏe của tuổi Sửu không có gì đáng ngại, bệnh nặng không có, thể trạng vẫn duy trì số ổn định. Tuy nhiên bạn có thể gặp một vài triệu chứng khó chịu do lo nghĩ về công việc. Thời gian này vì áp lực công việc và bản mệnh dễ bị mất ngủ, ngủ không ngon giấc. Để cải thiện vấn đề này, ban ngày bản mệnh nên vận động nhiều hơn, buổi tối mới có thể ngủ ngon giấc. Bên cạnh đó, bạn cần chú ý đến chăm sóc sức khỏe tinh thần hơn, vì công việc bận rộn lại thường xuyên gặp áp lực, có thể khiến bạn gặp tình trạng căng thẳng. Nhưng chỉ cần suy nghĩ lạc quan hơn, tự tin thì mọi chuyện mới suôn sẻ thuận lợi, đừng tự tạo thêm áp lực cho mình. Theo cẩm nang vượng vận tháng 3 năm 2023, tuổi Kỷ Sửu, hỏa nam thủy diệu nữ mộc đức, khẩu quyết chịu nhiều áp lực do khó khăn dồn đến ít cơ hội để khẳng định bản thân. Quý nhân Tị, Dậu, tiểu nhân Mùi, Ngọ, màu sắc may mắn vàng, cà phê. Tuổi Tân Sửu, thổ nam mộc đức, nữ thủy diệu, khẩu quyết không nên tiến hành những kế hoạch lớn có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Quý nhân Hợi, Tý, tiểu nhân Mùi, Tuất, màu sắc may mắn xám, nâu. Tuổi Quý Sửu, mộc nam phân hán, nữ la hầu,
Khẩu quyết có mối quan hệ làm ăn gặp nhiều trục trặc để phòng đối thủ cướp đoạt công sức. Quý nhân, Tý, Tỵ, tiểu nhân, Tuất, Ngọ, màu sắc may mắn, đen, đỏ. Tuổi Ất Sửu, kim, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết đào hoa nở rộ, đường tình duyên có phần hành thông thuận lợi hơn. Quý nhân, Mão, Hợi, tiểu nhân, Dần, Thân, màu sắc may mắn, vàng kim, trắng. Tuổi Đinh Sửu, thủy, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết cần chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần hơn, tránh tự tạo áp lực. Quý nhân, Tý, Sửu, tiểu nhân, Dậu, Ngọ, màu sắc may mắn, tím, nâu. Cảm ơn quý anh chị tuổi Sửu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Sửu có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Quý anh chị và các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về tử vi của tuổi Sửu tháng 3 âm lịch. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp quý anh chị và các bạn chủ động hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình. Chúc quý anh chị và các bạn luôn hành thông trong cuộc sống. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Hoặc quý anh chị có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.